có câu hỏi gửi về cho thầy như thế này. Kính bạch thầy. Cúng ông Công ông Táo là một phong tục rất hay của nhân dân ta. Đến ngày 23 tháng Chạp là đã được ăn Tết cùng gia đình rồi. Con rất mong chờ đến ngày Tết này. Tuy nhiên, con vẫn không hiểu tại sao nhân dân ta lại phải cúng ông Công ông Táo ở dưới bếp. Ở trên thành phố nhà bếp còn được sạch sẽ chứ có nhiều nhà không có điều kiện nhà bếp sẽ không được trang nghiêm sạch sẽ lắm con thắc mắc như vậy mong thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ con xin tri ân công đức của thầy ạ à, lại chúng rõ câu hỏi này chưa Đã, có một câu hỏi bạn gửi về cho thầy là cái việc cúng ông công ông táo thế nhưng mà câu hỏi này nói là tại sao lại phải cúng ở dưới bếp mà không cúng ở trên nhà hay ở những cái chỗ nó trang trọng lại cúng ở dưới bếp thì bạn thắc mắc thầy xin trả lời câu hỏi này để cho đại chúng cũng như bạn gửi câu hỏi về đây hiểu rõ về cái vấn đề này nhé trước hết thì thầy nói rộng một chút để đại chúng hiểu thêm về cái tục cúng ông công ông táo của dân tộc Việt Nam chúng ta nghe không? Ê, kính thưa đại chúng sắp tết rồi à, còn thời gian rất ngắn nữa thôi là chúng ta đến tết, ừ, cái ngày tết nguyên đán trước ngày tết nguyên đán bao giờ cũng là cái ngày tết ông công ông táo, đúng không? đúng không đại chúng? 23 tháng chạp là ngày tết ông công ông táo, thêm và và ai cũng ngóng lắm được về quê ăn tết nếu đi xa thì làm sao được về trước cái ngày ông công ông táo, cúng ông công ông táo. Thế thì dân của Việt Nam chúng ta Có truyền thống rất lâu đời rồi Là có cái tục Cúng ông công ông táo vào ngày 23 Tháng chạp Tức là tháng 12 âm lịch đó ừ. à, Thế thì cái tục này Nó xuất xứ từ đâu Nó như thế nào à, Thì Phật tử chúng ta cũng tìm hiểu thêm Nha Kinh thưa đại chúng Cái tục cúng ông tông công ông táo Nó cũng đã có từ lâu đời Còn không biết chính thức từ bao giờ mình thì cũng chưa biết. Thế nhưng mà cũng có một số cái thuyết nói về cái sự tích này. Thế nhưng mà có một cái thuyết rất là căn bản ấy, thì họ nói là cái này là dân tộc Việt Nam mình là, là lấy cái truyền thuyết từ Trung Quốc và từ bên đảo Lão để mà mình du nhập vào và trở thành một cái văn hóa của người Việt. Thế thì cái câu chuyện của nó là thế này tức là xưa có một cái cặp vợ chồng này sống với nhau cũng rất là là thương yêu nhau Đó. anh chồng tên là trọng cao cô vợ tên là thị nhi Đấy. hai vợ chồng sống rất thương yêu nhau thế nhưng mà sống với nhau mãi mà không có con thế thì anh trọng cao này anh cũng buồn thế rồi có lần anh ấy giận vợ anh mắng anh ấy đánh vợ rồi đuổi vợ đi thế là cô vợ cô bỏ đi thị nhi bỏ đi bỏ đi bỏ đi rồi cô đi lang thang lang thang rồi thì cuối cùng cô gặp một cái, một cái chàng trai nữa tên là phạm lang thế rồi hai người là lấy nhau ở với nhau Đó trọng cao sau khi mà mà dằn hát đuổi vợ đi ấy, thì lại thấy thương có vợ mình cũng rất là tốt nét bây giờ mình lại đuổi đi à, thế thì một thời gian đấy là anh bắt đầu đi tìm đi tìm vợ cũng đi lang thang khắp đó cùng đây à, rất là vất vả đến lúc hết cả tiền hết cả gạo mọi thứ rồi thì anh bắt đầu đi, đi xin Thế cuối cùng đi xin thế nào lại vào trúng nhà của Phạm Lang và gặp ngay cô vợ hôm đi Phạm Lang đi vắng thì Thị Nhi ở nhà thì ra thì gặp đúng là người chồng cũ của mình rồi thế thì cũng thấy thương Hàn Huyên kể lại câu chuyện cũng thương thế là mời cơm nước xong rồi thì chuyện trò thế thì thế thì trong cái lúc ấy thì là nghe thấy tiếng Phạm Lang ở ngoài đi về Thế là Thị Nhi sợ quá. Thế là mới đem trọng cao là ra đúng giả, dạ, đúng dơm. Ngày xưa ở nhà quê hay có Đống dơm, đúng giả. Dạ. Mới bảo trọng cao chui trong đúng dơm, giấu ở trong đấy để, để, để cho, cho Phạm Lang về không nhìn thấy. Thế thì Phạm Lang hôm về thì ăn cơm, ăn nước xong thì tính hôm nay bảo hôm nay là phải lấy phải đốt rơm để mà lấy cho để đi bón ruộng thế là ra là châm lửa đốt đống rơm tại chúng ta nó lại câu chuyện nó lại phức tạp lên thế đốt đống rơm là cháy đùng đùng luôn thì thì trọng cao nằm trong đấy rồi đâu dám chạy ra thế lúc ấy là thị nhi thì cũng thương thương người chồng cũ quá cũng thương thế là mới thôi nhảy vào đống rơm cái tính thì cũng là cứu đấy nhưng mà mà nếu không cứu được thì cũng chết luôn trong đấy thế là nhảy vào đấy thế là là hai người chết ở trong đấy bị cháy ở trong đấy thế phạm lang thì thấy thị nhi coi và nhảy vào trong đống lửa đống rơm thế thì phạm lang cũng cũng nhảy vào thôi chết luôn theo vợ thế là anh chàng này cũng rất là yêu vợ rất là thương vợ thế là ba người cùng chết trong cái cái đống lửa đống rơm đấy thế sau khi mà ba người cùng chết thì thần hồn mới lên trên trời Thế ngọc hoàng thượng đế thì thấy là phán hỏi ra sự tình thì mới thấy là à, ba cái đứa này nó cũng thương nhau thật đấy không? Ừ, thế cho nên là mới mới mới, mới phong cho à, phong cho ba cái vị này trở thành những cái vị thần nhau đấy thế mà trong cái sách này thì người ta nói là à, ba cái vị thần này được đặt tên là gì được gọi là định phúc táo quân. Đấy, này. Phong cho ba cái vị này là Định Phúc Táo quân nha. Yeah. À, Mình thấy ba vị là sống là có nghĩa với nhau nha. Yeah. Tuy là có trong cuộc sống có những cái xích mích nhưng mà cũng vẫn rất là thương yêu nhau. Đấy. Thế phong cho ba vị là Định Phúc Táo quân. Đấy. Thì cái chữ Định Phúc tức là quyết định ấn định về phúc. Táo là bếp đấy. Táo chữ chữ Hán là bếp. À, là ông quân là ông vua là ông vua bếp nhưng mà quyết định về, về phúc cho một cái gia đình Đó, thưa đại chúng nha. gọi là định phúc táo quân cả ba vị này đều có cái danh là định phúc táo quân thế và chi tiết ra nha, thì từng vị một lại có từng cái chức danh riêng ừ. thì ông phạm lang á, là cái ông là cái anh anh chồng sau này của thị nhi đấy được uh, giao cái trọng trách với cái danh hiệu là thổ công là thần thổ công à, trông coi cái cái việc bếp núc à, trông coi cái việc bếp núc đó và danh hiệu của ông là đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân <cười> đấy, <cười> đặt cho là đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân uhm, danh hiệu của anh chàng Phạm Lang đấy à, và phụ trách cái việc bếp 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 núc nghèo đông trù tức là là bếp đấy cái trù là cái nhà bếp táo phủ thần quân nghe đấy ai ở nhà hay khấn khứa cái văn khấn văn ở trong sớ là hay có chữ táo phủ thần quân đông trù tư mệnh táo phủ thần quân đông trù tức là nói về cái bếp nghèo mà bếp thì ngày xưa người ta thường cũng hay đặt ở phía đông để nó 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 nó, 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 nó phù hợp và nó chắn được những cái cái gió lạnh đó. đông chủ tư mệnh tức là là phụ trách về cái mệnh của từng người đó. táo phủ thần quân nha yeah. đại chúng thấy nghe cũng rất là oai cái danh của ông này rất là oai đó là cái ông anh chàng phạm lang thì được ngọc hoàng phong cho làm à, thần thổ công với cái danh hiệu là đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân thế còn trọng cao á là cái người chồng đầu của thị nhi thì được phong làm thổ địa thần thổ địa và coi sóc cái việc đất đai nhà cửa của một cái gia đình với cái danh hiệu là thổ địa long mạch tôn thần nghe không? nghe cái tên rất là hoài thổ địa long mạch tôn thần thổ địa tức là cai quản về phần đất cát long mạch cái cái long mạch thì đại chúng hiểu rồi trong lòng đất nó có những cái mạch khí, ở đây gọi là long mạch hay là trong đất nó có rồng. con rồng nó ẩn ở trong đất thì nó tạo thành những cái mạch khí, người ta gọi là long mạch, đấy. Đó, đây gọi là thổ địa, long mạch, tôn thần, tăng vị thần rất là tôn quý. đấy là đối với anh chàng trọng cao, là người đầu, người chồng đầu của thị nhi. thế còn cô thị nhi này ấy, thì được ngọc hoàng phong cho làm thần thổ kỳ. Né, thổ kỳ trông coi cái việc à, buôn bán trồng trọt chăn nuôi chợ búa <laughs> của một gia đình Nghe không? và danh hiệu của, của cô ta là ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần Nghe không? ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần ngũ phương là năm phương ừ. ngày xưa người ta nghĩ ra năm phương bốn phương ở đông tây nam bắc và cái phương ở giữa gọi là trung tâm là năm phương đông tây nam bắc và ở giữa người ta gọi là một phương, đó, thế gọi là ngũ phương và ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần, đất cát ở năm phương bốn phương rồi ở trung tâm, à phúc đức là vị phúc đức và chính thần, tức là cái vị này là là đầu mối chính thần đấy, thế thì đại chúng thấy là ba cái vị này đều gọi là táo quân cả. À? là đều là táo cả đấy ừ. ba vị đều là táo nhưng mà riêng thì mỗi vị lại có chức danh riêng một vị là thổ công một vị là thổ địa một vị là thổ kỳ Nghe không thổ kỳ đấy thổ công thổ địa thổ kỳ đấy. Đấy. và tên riêng của mỗi vị lại có cái cái danh hiệu riêng Nghe à? đấy. và đều gọi chung là táo thế là táo à, là bếp ừ và nếu như thế chúng ta biết là táo tức là có hai ông và một bà, cho nên người ta cũng gọi là cái truyền thuyết hai ông một bà, nghe không? Ừ, truyền thuyết hai ông một bà là cái truyền thuyết này. thế còn ở Việt Nam mình thì có cái truyền thuyết về sự tích ba ông đầu rau, thì nó có khác cái này, nhưng mà cũng là câu chuyện từ một cặp vợ chồng, rồi uh, chồng tính đi vợ chồng khó khăn, thì người chồng đi làm ăn xa hẹn với vợ anh đi là à, mấy năm anh sẽ trở về. Thế cô vợ ở nhà cô đợi. Thế rồi cô đi làm thuê cho một cái ông chủ giàu có. Đó. Thế làm thuê trong chủ giàu có thì đợi hết ba năm không thấy chồng về. Thế thì ông chủ kia thì lại lại bén duyên với cái cái cô vợ này, với cái người ở của nhà mình. Thế là rất muốn cưới thì ông chủ kia thì vợ lại chết. Thế là muốn cưới cái cô người người ở giúp việc này. Đó, thế nhưng mà cô người ở này thì cô cũng thấy ông chủ rất tốt nhưng mà tôi phải chờ chồng tôi Đấy. Thì chồng tôi có hẹn tới ba năm nhưng bây giờ chưa thấy về nhưng mà thôi tôi vẫn chờ thêm wow. tôi chờ thêm thêm nữa Đấy. Và hay là chồng tôi chết rồi vì không thấy tin tức gì nhưng thôi mà chồng tôi chết thì tôi coi như tôi thờ thờ chồng ba năm nữa thế là chờ tiếp ba năm nữa thành sáu năm thì cái ông chủ ông cũng đợi chờ nghe không ông cũng đợi chờ thế hết sáu năm rồi thì cô vợ mà thôi chờ thêm một năm nữa xem có tin tức gì không chờ thêm năm nữa không thấy chồng có tin tức gì về thế là lúc ấy là cô cố, cố quyết định là là lấy ông chủ lấy ừ, ông chủ thì lấy ông chủ được mấy ngày xong thì anh chồng anh to to anh về Nghe không? thế mới khổ chứ. <laughs> anh chồng anh về về nhà thì tìm không thấy vợ đâu thì hỏi ra anh biết vợ lấy cái ông cái ông ông chủ giàu có kia rồi thế là anh ấy buồn lắm nhưng anh cũng thôi anh cũng không đến can thiệp anh nghĩ thôi cái này là duyên là gọi là duyên phận của mình rồi thế là anh về thì là sau đó là anh treo cổ anh chết tự tử thế thì cô vợ khi mà biết tin cái người chồng cũ của mình ấy tự tử thì cũng đau khổ cô đi có nhảy sông có tự tử thế thì khi mà cô nhảy sông tự tử thì cái người chồng mới đấy cái ông chủ đấy đó cũng thương vợ lắm sau thì đó sau đó ông ấy cũng cũng tự tử ông chết Đấy, thế thì ba vị rồi thì cuối cùng thì cũng lên đến ngọc hoàng ngọc hoàng mới cho ba vị thành ba cái ông thần đầu rau ba cái vị này là có tình nghĩa ở trên đời rồi kiếm được ba người mà thương yêu nhau như thế này cũng quý cho nên là cho ba vị sẽ làm ba ông đầu rau ở à, trong cái nhà bếp ấy, tức là ở đây không biết các vị lớn tuổi thì có thể biết cái ông đầu rau ngày xưa ở nhà quê ấy, thường là đun bếp là nhà nào cũng phải có ba ông đầu rau tức là ba cái cục đất ấy họ nặn giống như ba cái củ gạch ấy xong để là cái kiềng ấy giống như kiềng để mình kê cái nồi cơm ấy, kê cái nồi nấu nữa đó nặn từ đất họ lấy đất họ, họ, nặn lên chứ không phải là gạch đâu ừ. và nặn ba cái ông đầu rau nó chùm chụm vào với nhau đấy. thế và thường khi nặn thì bao giờ cũng có một cái ông đầu rau cái là to hơn là ông đứng phía sau tức là cái bà đấy <laughs> tức là cái bà con gái đấy thế và hai cái ông đứng trước thì nhỏ hơn tí đấy, là hai cái người nam giới đó là sự tích về ông đầu rau của dân tộc Việt Nam mình. Thế và ba cái vị này thì sống với nhau rất tình cảm cho nên ấy là phải ở trong cái chỗ lửa đấy để mà uh, nhen lửa cho các gia đình làm sao cho nó ấm áp cho tình cảm. Đấy, các cụ nhà ta cũng sáng tạo ra rất nhiều những câu chuyện để giải thích, thực ra thì đại chúng biết rồi. Nó chẳng là cái gì cả, nghe không? À, nấu cơm thì phải có ba cái cục đấy, gọi là ông đầu rau cũng được gọi là ba cục đất hay ba cục gạch cũng được để kê cái nồi này nó chắc nhất ừ. chúng ta học hình học biết rồi wow. qua ba điểm bao giờ cũng có thể tạo nên được một mặt phẳng ừ. Đấy, cho nên ba điểm kê ba điểm là chắc hơn kê bốn điểm yeah. ba điểm cho nên đây cái, cái máy quay nó cũng chỉ có ba điểm thôi Nhưng không người ta không làm bốn chân wow. thường ba chân ấy, chia đều ra là chắc hơn là bốn chân đó. Ừ. làm bốn chân nhiều khi nó còn cập kênh cập kênh ba chân thì không bao giờ có chuyện cập kênh cả đúng không đại chúng ba chân là không bao giờ gập yeah. Thế cho nên uh, ba ông đầu rau là cái uh, rất là tốt để cho người ta nấu mà dân mình ngày xưa là sáng tạo ra cái đấy và từ đó họ mới nghĩ ra họ xây dựng những câu chuyện để cho nó có thành một cái tích wow. có thể cái tích này để cho kể cho trẻ con nghe cho nó vui wow chứ thực ra nó cũng chẳng phải như thế nhé thì đấy là cái cái tích về về ông táo quân và ông táo quân đấy, và từ đó thì thì dân ta cũng có cái tục cúng ông táo và lại lấy cái ngày 23 tháng chạp để mà cúng cho ông táo Nhá. thì trong cái lễ cúng ông táo thì thường bao giờ cũng hoặc là họ mua ba cái mũ có hai cái mũ giống nhau một cái mũ khác nhau là để cho cái cái cô con gái đấy, bà táo bà đấy, nghe không? còn hai cái mũ khác giống nhau, hai cái mũ giống nhau là cho hai ông táo ông, thế và người ta gọi chung là cúng ông công ông táo, nghe không? cho ông táo là chùm hết, nếu theo cái tích đầu của từ bên lão giáo Trung Quốc ấy là ông táo là chùm hết, vì Ngọc Hoàng phong cho ba vị làm táo, làm thần táo, tuy là thần táo nhưng mỗi vị lại có một cái cái tên riêng phụ trách những mảng riêng, một vị thì phụ trách về bếp núc một vị thì phụ trách về đất cát nhà cửa một vị phụ trách về việc chăn nuôi buôn bán và trồng trọt thì đại chúng thấy như vậy là đủ đấy Nếu một cái, người, một cái nhà mà có đất cát này rồi chăn nuôi trồng trọt phải không? Đấy, Rồi là cái việc nội trợ bếp đúc thì như cái, cái nhà đấy là khá là ổn Nghe không? Ba cái đấy mà hoạt động tốt thì một cái gia đình rất là ổn thỏa êm ấm Nghe không Người ngày xưa là như vậy thôi đấy Nó không phong phú như chúng ta bây giờ đó. thế thì trong cái lễ cúng ông công cô, táo thường là như vậy có mấy cái mũ như thế thế rồi và đặc biệt nhất là trong lễ cúng ông công cô, táo là người ta thường là phải có cá chép à? Đấy, mua con cá chép một con cá hoặc ba con cá à, có điều kiện thì mua nhiều hơn ừ, có những người mua có khi cả một chậu một số cá nhưng mà thường là cá chép vì con cá chép ấy chúng thấy nó rất đặc biệt là à, nó có hai cái dâu con cá chép nó có cái dâu thường là nó có râu thế và và khi người ta có cái tích là cá chép sau này ấy mà nó 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 biến đổi nó sẽ biến thành con rồng người ta gọi là cá hóa rồng là phải từ con cá chép này thế và người ta nghĩ là khi con cá chép nó hóa rồng nó sẽ nó sẽ đưa được thần táo lên trên trời để gặp ngọc hoàng thế và người ta nói cái tích này ấy là đến ngày cuối năm ấy, ngày 23 tháng chạp là là vị thần táo ấy, sẽ lên trời để gặp ngọc hoàng và báo cáo công việc ở dưới trần gian đặc biệt là công việc của cái gia đình mà mình đang phụ trách đấy gia đình nhà này trong năm nay đã làm được những việc tốt gì và, và tạo những cái tội gì những việc xấu gì à, đấy là ông thần táo đấy, thần táo thần táo là ở dưới bếp cái chữ táo là bếp nha. thế thì đại chúng biết đấy, thường á, dân ta thì Câu chuyện trong gia đình là thường được nói ở trong bàn ăn và bàn ăn thường là đặt ở ngay ngay dưới bếp, Cho nó ấm áp, cho nên giữa nhà bếp với nhà ăn thường là liền nhau, rất là liền nhau. Và đến bây giờ thời hiện đại giờ người ta cũng hay thiết kế giữa bếp và nhà ăn là liền nhau. cho nên ở đấy chuyện to chuyện nhỏ chuyện bí mật gì là ông thần táo ông nghe hết, ông thấy hết, đó. Đại chúng hiểu không? Thế cho nên ông táo là chịu trách nhiệm lên trời để báo cáo vì ông ấy là biết hết nếu mà nói tính ra gọi là ông nghe lén hết rồi. <laughs> chuyện gì trong nhà ông cũng biết hết <laughs> phải không thế nhưng tất nhiên thầy nói vui đã là ông thần thì chả cần phải nghe lén mà ông chả cần phải ở trong bếp ở đâu cũng nghe được người ta có, có, có thần túc mà có thần, có thần hông thế nhưng đây là quan niệm của người xưa của dân ta trong dân gian là thế ông thần táo là ông ở, ở nơi bếp mà bếp là chuyện gì ông cũng biết chuyện to chuyện nhỏ chuyện gì cũng nói và ông biết hết cho nên ông sẽ là người chịu trách nhiệm nên báo cáo với Ngọc Hoàng với Thiên Đình về cái việc tội phúc của cái gia đình này. Thế cho nên ngày cúng ông công ông táo thì thường những gia đình nào mà mà người ta nghĩ là người ta có lòng tin về tâm linh á và người ta cũng nghĩ người ta có tội thì người ta cũng cúng cấp rất là đàng hoàng mang tính chất giống như là hối lộ cho ông thần táo á để ông lên ông báo cáo ngọc hoàng cho hay nghe không đấy. thế còn gia đình nào có điều kiện thì họ cũng vẫn cúng đầy đủ để ông thần táo vui vẻ lên đấy báo cáo ngọc hoàng những việc tốt của mình đó thì đấy là một cái quan niệm thì thưa đại chúng quan niệm ở trong, trong nhân gian còn thực nó có phải như vậy hay không à. thế và ở đây ấy, bạn này bạn hỏi là tại sao lại cúng thần ông táo là ở dưới bếp đấy thì dân ta thì quan niệm rất là đơn giản ông thần táo là ông thần bếp là ông vua bếp thì ông phải ở dưới bếp cho nên ông ở đâu thì cúng ông, ông ăn ngay tại đấy cho tiện phải không <laughs> Đó. cho nên cúng ở dưới bếp <laughs> thế cho nên đại chúng còn thấy cái câu chuyện mà dân mình cúng mấy ông mà thần tài đấy ừ. ông thần tài lại nghĩ là ông ở dưới đất ừ. cho nên là đặt luôn bàn thờ xuống đất sát mặt đất luôn mà cúng dân ta thì có cái gọi là tiện ừ, cúng các cụ thế là tiện phù hợp Đấy. thế thì và đây bạn thắc mắc là tại sao cúng ông công ông táo lại cúng ở dưới bếp tất nhiên cái này thì cũng không phải gia đình nào cũng cúng như thế vì bản thân gia đình nhà thầy từ xưa nay cúng ông công ông táo cũng không thấy cúng ở dưới bếp nhưng mà cũng nhiều gia đình người ta tin như thế cho người ta cúng dưới bếp thôi thì có thể bạn này bạn thấy là cúng dưới bếp thì bạn ấy Đặt câu hỏi. Đây thì Thầy xin nói là đây là do cái quan niệm. Nghĩ rằng ông Táo tức là ông vua bếp, ông thần bếp, cho nên phải cúng ông ở dưới bếp, cho nó tiện đỡ bắt tội ông đi lên trên nhà. Nghe không? Ừ, quan niệm của dân ta là như thế. Thế vậy thì ở đây, ấy, à, dưới cái, cái nhìn của Phật Pháp, thì chúng ta thấy cái việc này thế nào? Thì kính thưa Đại chúng, với thế giới quan của Phật giáo, thì biết rằng có cái thế giới vô hình, thế giới của các vị thần linh là có. trong lục đạo luân hồi Đức Phật nói rõ ràng là có cảnh giới của quỷ thần, vào wow. cảnh giới của ma quỷ đều có hết ấy. Cảnh giới của quỷ thần là cảnh giới Atula đấy gọi là thần, cảnh giới Atula là các vị thần. và chúng ta đọc kinh Phật thì thấy rất rất nhiều những câu chuyện về về thần linh, wow. thần cây, thần cối và thần đất, sơn thần thổ địa, các thần là có chứ không phải không có. cho nên chúng ta đều có được, có thể tin được rằng có những cái vị thần cai quản ở nơi đất nhà mình ở, ở nơi làng mạc mình ở, ở nơi thành phố, nơi địa phương mình ở là có những vị thần ấy họ chịu trách nhiệm. đó chứ không phải không có đâu, tự đại chúng. đó ví dụ về cõi trời thì có bốn vị trời thiên vương gọi là bốn vị thiên vương họ là họ cai quản trông nom cái châu nam diêm phù đề chúng ta này đấy bốn vị thiên vương đây chùa mình cũng thờ bốn vị thiên vương đấy, đấy bốn vị này là cai quản cái châu nam diêm chúng ta nam diêm phù đề chúng ta đó thế rồi mỗi một đất nước lại cũng có những cái vị thần họ chịu trách nhiệm đấy chứ không phải là không đấy, Thế rồi mỗi địa phương à, họ đều có thì trong cái thế giới vô hình chúng ta là người phàm mắt thịt thì không biết được nhưng đức phật và các vị thánh tăng thì các ngài đều biết rất rõ không? Đấy, chúng ta xem câu chuyện tây du ký đấy và tôn ngộ không đi đến đâu mà không biết là dậm chân hay là chống cái gậy xuống đất là gõ một cái là thổ địa hiện ra hỏi đây là đâu đây là đâu là ông thổ địa ông hiện lên ông báo cáo thế thì đấy là trong cái quan niệm dân gian nhưng với cái, cái nhìn của phật giáo thì chúng ta biết rõ có thế giới của các vị thần thần linh nhé. cho nên có thể có những vị thần họ cai quản họ phụ trách từng cái địa cuộc của từng nơi từng gia đình cái chuyện đó là có chứ không phải không có đó. chúng ta đã đi làm lễ ở nghĩa địa chúng ta thấy đấy à, lễ cầu siêu tháng 7 hàng năm tại nghĩa địa mà chúng ta đã có cảm nhận được có những cái vị thần nó cai quản từng cái nghĩa trang nghĩa địa mà, đó. không phải không có, nghe không? chuyện đó có, <laughs> đấy thế thì từng nơi tư gia chúng ta cũng có những cái vị thần họ phụ trách, vậy thì cái việc mà chúng ta làm cái lễ để cúng cho các vị thần ở đấy, không kể là ông công ông táo hay là thổ địa à, long thần, thì chúng ta cúng đều là có cái tốt thể hiện cái sự cung kính của chúng ta và cái tâm rộng mở của chúng ta cái tâm biết ơn của chúng ta thì cái việc cung cấp ấy là tốt là một cái hành vi bố thí và tưởng nhớ biết ơn chưa nói là các vị thần có đến thọ được cái gì hay không nhưng mình với cái tâm như thế nó vẫn là cái tâm tốt và trong kinh tăng chi đức phật cũng dạy đấy mà người đệ tử tại gia khi có tài sản thu hoạch được tài sản trong đó có một phần tài sản biết để hiến cúng hiến cúng cho cho tiên tổ cho các cái vị thần linh vô hình nghe không? mình đều hiến cúng bố thí cho họ đấy là trong một cái cái bổn phận đấy một cái phận mình phải biết dành cái phần đấy cho tiên tổ cho những người đã mất họ lang thang đói khổ họ trong kiếp ngã quỷ đấy ta cúng cho họ cho nên cái việc mà dân ta cúng thần thổ công và ông công ông táo là cái việc tốt thôi nhưng mà chúng ta hiểu được bản chất của nó nghe không? À, có những cái vị thần linh những vị vô hình họ ở xung quanh chúng ta chúng ta nhớ tới họ cung kính họ và cúng dường bố thí cho họ à, kết duyên với họ để họ là trở thành cái người tốt và cũng mong họ hộ trì giúp đỡ chúng ta và wow. cái điều đó là tốt ta sống với một ông hàng xóm mà ta keo kiệt với người ta không giúp đỡ người ta bao giờ thì người ta cũng sẽ không tốt với mình nhưng mà ta có cái tâm rộng mà hoan hỷ giúp đỡ đó, chia ngọt sẻ bùi thì đến lúc ta khó khăn ông cũng có thể ông giúp đỡ phần nào đấy là cái chuyện rất là là tương thân tương ái không? thì cái việc cúng ông công ông táo về mặt tâm linh thì thầy nghĩ nó vẫn là một cái việc tốt hơn nữa nó là một cái truyền thống đấy lâu đời của dân tộc mình rồi và nó cũng là cái bước đệm chuẩn bị cho cái ngày Tết Nguyên Đán. Con cháu đi xa về gần, nghe không? Thường ai cũng cố gắng về nhà trước cái ngày, trước Tết ít nhất một tuần, phải không? Là ngày 23. 23 thì còn đúng một tuần nữa là, là đón giao thừa thôi. Thì thường ai cũng tính về nhà trước khoảng một tuần để còn dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết nhất, phải một tuần trang trí quét tước, đúng không? Thế thì cái ngày mà con cháu đi xa về, chúng nó cũng mệt mỏi. Thôi hôm nay, nhân ngày hôm nay, con cháu đông đủ về rồi, làm cái lễ cúng. Thì thôi cúng cho cái mấy cái ông thần, ông quanh quẩn ở nhà mình đây này, ở trong bếp núc nhà mình cho nó vui vẻ. Nghe không? Làm việc tốt. Và nhân cái cơ hội để, để cả nhà ngồi với nhau liên hoan một bữa. Đại chúng hiểu không? Nó cũng là cái rất là vui vẻ. Thực ra các cụ nhà mình ngày xưa tính cái chuyện nó cũng khá hợp lý. Nghe không? Lấy cái ngày con cháu từ đi xa, à, nó trở về, chuẩn bị cho cái ngày Tết. là ngay ngày đầu tiên về gặp mặt, ấy, thường phải tính về ngày đấy. Và các cụ cũng tính vào về cái ngày 23 là hợp lý rồi. Nghe không? 23 là hợp lý, chúng mày về sát Tết quá là không chuẩn bị được cái gì. Cho nên cứ ngắm ngắm gì, bố mẹ nhà già thì con đi đâu, đi miền Nam, à, miền Bắc gì hay ở nước ngoài gắng về sớm, tầm khoảng 23 về là đẹp thì ngày 23 là tương đối hội tụ đông đủ con cháu về ta làm mâm cơm thì trước hết là cúng thần mà ở đây là cái ông thần táo này cái ông chuẩn bị đi báo cáo công việc nhà mình đấy cũng cho ông vui vẻ để ông đi cho ông hoan nỉ. trước là cúng thần sau là mình ăn giúp ai đâu Nghe không? thì nó rất là tiện như vậy cái việc đấy là cái việc tốt thôi còn về khía cạnh tâm linh thì mình cũng đã nhận định rồi là có những vị thần như vậy ở nơi đất chúng ta ở nơi nhà chúng ta phải không? thì chúng ta cúng hoặc có khi là cả làng có một vị thần họ trông nom nhưng mà khi ta cúng ông táo thì có khi ông táo đấy là chung cho cả làng phải không? chứ không phải mỗi nhà có một ông táo đâu nhưng mà ông này ông cai quản chung cho cả cái làng này chẳng hạn ta cúng ông ấy nhá ừ. như hòa thượng tuyên hóa nói đấy, nó còn có cả những cái vị thần gì có những cái vị thần họ còn phân chia thức ăn cho chúng ta hàng ngày đấy đại chúng hiểu không? Ừ. thầy đã được nghe trong uh, tiểu sử hòa thượng tuyên hóa nói có những cái vị thần họ phân phối thức ăn cho chúng ta hàng ngày ngày hôm nay chúng ta được ăn cái gì ấy là có cái vị thần ấy đấy? thế nào chứ không phải không đâu đấy không phải là chuyện không đâu ừ. đi, đi, đi. trước thầy đã kể để chúng nghe câu chuyện mà hòa thượng tuyên hóa nói đấy ừ. ông thần này, đấy Nó nói, ông phân phối thức ăn đấy Như? có khi hôm nay cả đại chúng được ăn món này nhưng riêng mình này không được ăn nghe không? Cái đến cái món ấy tự nhiên cái ban hành đường chia cơm nó quên mất thì mình không có cái món đấy hay đến món ấy hết mất rồi Ờ à, đấy là có khi là phận của mình hôm nay chỉ được ăn thế thôi đấy nhớ đại chúng nhé đó thế nó lạ lắm chỉ khi nào mà chúng ta có tu tập tâm linh mình tương đối phát triển thì tự nhiên mình cảm nhận được cái điều đó cảm nhận được rất là rõ đến cái khẩu phần ăn của mình ấy, nó cũng có nhân duyên đấy thưa đại chúng đấy. Cho nên trong lịch uh, sử Phật giáo có Ngài gọi là Ngài Tân Đầu Lô. Ngài rất là đặc biệt. Mà. Cho nên Ngài mà, mà đi đâu mà dự đám cúng nào là người ta đến đã cúng gọi là cúng la liệt ra rất là nhiều. Đó, Ngài Tân Đầu Lô. Ngài đến đâu mà dự trai đàn ở đâu là người ta tự nhiên hôm ấy là dân người ta đua nhau người ta đến người ta cúng. Nghe không? Đua nhau cũng cũng rất nhiều thức ăn, nhiều tài vật lắm đó, đấy thì đại chúng thấy và và câu chuyện nó rất là đặc biệt, nghe không? rất đặc biệt, sự thật là như vậy, đại chúng hiểu. Có những người có cái phước báu về cái mặt đó, họ được đầy đủ đấy. Thế còn có những người không có phước báu. đại chúng đã nghe câu chuyện có một vị tỷ-kheo mà cả một đời đi khất thực không bao giờ được no, không bao giờ được no cả, ngày nào cũng rất là đói. Có những người ta chỉ mới sớt đúng một muỗng cơm vào cái bát của mình Người ta đã thấy bình bát mình đầy lắm rồi Không sớt được gì nữa và không ai cúng nữa Đó Và cái thầy này đến lúc mà sắp sửa viên tịch Thì sư phụ của thầy này chính là Ngài Sáng Lợi Phất Ngài Sáng Lợi Phất là Ngài tiếp độ cho thầy này xuất ra Và thầy đắc A-lán rồi Mà đi khất thực vẫn không được no Thế và Ngài Xá Lợi Phất thương quá Đến cái ngày ngày cái người đệ tử của mình sắp viên tịch sắp nhập niết bàn rồi cũng không được ăn bữa cơm no thế thì hôm ấy đích thân ngài sẽ lại vất đi khất thực về và và ngài sớt thức ăn của ngài sang bình bát của cái cái thầy cái vị thầy mà là đệ tử này này đấy, cái sư là đệ tử này và chính ngài sa lợi phất phải tự tay mình giữ bình bát của người đệ tử này thì người đệ tử mới ăn được một bữa no trước khi mình nhập niết bàn trước khi mình viên tịch đấy đó thế và do cái nghiệp tiền kiếp là gì cái vị sư thầy này trong tiền kiếp ấy là đem vứt bỏ đốt thức ăn của một vị thánh tăng đi Đó. ghen tức cái vị kia mà đem đốt vứt bỏ thức ăn của một vị thánh tăng cho nên bao nhiêu kiếp bị làm quỷ đói Đó. bao nhiêu kiếp và đến lúc mà sinh ra trong loài người đấy thì sinh vào cái gia đình này là gia đình nhà ấy lập tức là phá sản hết luôn và cả cái dân làng đấy bị cộng nghiệp dân làng là đi đánh cá thì đánh cá không được luôn đại chúng đấy câu chuyện khủng khiếp không khi cái cậu bé này sinh ra là cả làng ấy tự nhiên đánh cá không thu hoạch được cá không bắt được cá ông trưởng làng ông rất thông minh ông chia đôi cái làng ấy ra thì một nửa làng này là đánh cá được nửa làng mà có cái gia đình chú bé này là không đánh được cá và ông chia mãi chia mãi cũng cuối cùng là nó mới nó nó mới nó mới chòi ra cái gia đình nhà này à chính do gia đình nhà này có cái thằng bé này cho ảnh hưởng đến cả làng và dân làng người ta tay chay đuổi cái gia đình ấy đi nhớ lại chúng đấy thế và khi mà gia đình này đi thì bà mẹ đem chú bé này đi ăn xin mà đi ăn xin cũng không ai ta cho luôn cuối cùng bà cũng đành phải bỏ đứa bé lang thang khổ sở về sau thì ngày sáng lại phất mới nhặt về mà có những vị thầy lúc đầu nhặt cháu bé này về thì lớp học người ta đang tốt đẹp khi cháu bé này cho vào học thì tự nhiên dần dần học sinh bỏ hết không hiểu sao em khổ chứ đấy. ông cũng thất nghiệp luôn, cuối cùng lại phải bỏ, nên cậu bé này cuối cùng thì Ngài sáng lại phất nhặt được, về đem về ngài nuôi, rồi ngài cho xuất ra tu hành, độ cho xuất ra. đấy đại chúng thấy đấy là do ác nghiệp của cậu bé này, nha. để chúng ta mới thấy được cái 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 nhân duyên nó là như vậy. thế thì thầy nói hơi hơi rộng ra một chút để chúng ta thấy nghe không? các cái câu chuyện về các cái, cái vị thần là có nghe không? cho đến cái khẩu phần ăn của mình cũng còn có những cái vị thần họ phân định cho nên hôm nay mình được ăn ngon ngon hay mình ăn dở mình đừng có phiền đừng trách ai biết là à hôm nay tiêu chuẩn của mình có thế thôi nghe không ừ. Nhá, tiêu chuẩn của mình hôm nay là có thế đấy đừng có phiền hà phiền oán trách ai làm gì cả nhé để ta vui vẻ ta khéo tu ta nhận ra được cái điều đó thế thì ở đây cái việc cúng ông thổ công rồi táo quân ừ nhà yeah, ông công ông táo đấy là cái việc làm thầy nghĩ là việc làm tốt là một cái truyền thống tốt của dân tộc nên giữ nó mang tính chất sum họp uh, gia đình và, và rồi vẫn là biết ơn thế giới tâm linh các vị thần linh yeah, mình tri ân họ nhé yeah. thế tất nhiên ta đừng có vì cái này mà ta biến nó thành cái gì đấy nó quá là 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 là, là mê tín thì ta lại sai ví dụ cúng mang tính chất để hối lộ ông công ông táo là sai Nghe không? Ta cúng mang tính chất tri ân và với cái tâm mình rộng mở, những cái người mà ta ở bên cạnh mình, à, mình giúp đỡ, mình tri ân và mình cúng dường, gọi là bố thí cho họ, cầu mong cho họ được thêm phước lành. Để tất nhiên, họ chúng ta hoan hỷ với họ thì họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Nghe không? Họ giúp đỡ với chúng ta với cái năng lực của họ thôi, chứ cũng không phải họ giúp đỡ chúng ta hết. Nếu chúng ta là người Phật tử thì chúng ta biết rồi chúng ta phải nương vào Phật và phúc báu từ nơi Phật bảo vừa tam bảo cơ chứ cũng không hoàn toàn nương vào những cái vị thần ấy được Nghe? nhưng mà có họ mà mình ăn ở tốt với họ thì cũng tốt đó đấy. thế và cái việc cúng thì thầy nói là không nhất thiết phải cúng ở dưới bếp cúng ở dưới bếp là do quan niệm nghĩ là ở đây là ông thần bếp ông, ông táo tức là ông thần bếp cho nên cúng dưới bếp đấy là quan niệm thông thường cái tâm lý là như vậy chứ còn sự thật thì không nhất thiết phải cúng ông ở dưới bếp cứ làm mâm cơm đàng hoàng cúng ở chỗ đàng hoàng ở trên nhà cúng luôn trên ban thờ nhà mình cũng được vẫn khấn và và thầy vẫn khuyên tất cả mọi người và cúng cấp thì nên để ở chỗ trang nghiêm đấy vì cúng là thể hiện sự cung kính sự tôn trọng chứ không ai cúng mà, mà lại là cái sự xem thường cả đặt ở dưới bếp ở chỗ bổ hóng bổ hiếc nó rơi xuống rất là bẩn thỉu nghe không nó lôi thôi lếch thách giống như cúng cái ông thần tài đó thầy nói vẫn cúng thần tài để ngay ở dưới dưới đất ở mép cửa ra vào đi ra phất bụi vào mặt ông ấy đi vào cũng phất bụi vào mặt ông ấy mà vẫn gọi là cúng ông ấy ông ấy mà ăn thì đúng là ông này không biết xấu hổ đúng không Đó. cho nên là thầy đã từng nói là nên cúng thần tài cũng thế các vị gọi là cúng chưa biết là thần gì thì đều để ở chỗ chỗ trang nghiêm cái chỗ mà mình cung kính trang nghiêm nhé thì đối với câu hỏi của bạn này thầy xin trả lời là không nhất thiết phải cúng ở dưới bếp với ông công ông táo cứ cúng ở trên nhà cúng ở chỗ trang nghiêm Đấy, và câu hỏi này thầy trả lời rộng để đại chúng tìm hiểu thêm hiểu về cái 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 ý nghĩa cái gốc tích của cái chuyện cúng ông công ông táo thực sự nó là một cái văn hóa của à, nông nghiệp núi nước, nước của dân tộc ta thôi nó rất là gần gũi rất là thân thiện và mang tính chất sum họp gia đình và với cái tâm biết ơn cái thế giới vô hình thế giới về tâm linh ở quanh ta nhé